Do tác động của lớp sóng không khí lạnh tăng cường, kết hợp không khí hanh khô kéo dài, từ đêm ngày 24 đến rạng sáng nay ngày 25 tháng 11, trên đỉnh Phan Xi Păng ở thị xã Sapa, Lào Cai đã xuất hiện một lớp băng mỏng. Theo trạm khí tượng Sapa, nhiệt độ xuống thấp nhất là khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng. Tại khu du lịch Sapa, nền nhiệt giảm xuống dưới 10 độ C, sau đó tăng dần lên 12 độ C khi có ánh mặt trời. Còn trên đỉnh Phan Xi Păng, nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C, nên đã xuất hiện lớp băng mỏng kết hợp sương muối. Theo các chuyên gia khí tượng, bắt đầu từ khoảng tháng 11 hàng năm, trên đỉnh Phan Xi Păng bắt đầu xuất hiện băng giá bao phủ, do càng lên cao thì nền nhiệt càng thấp, trời càng lạnh. Đây là đợt băng mỏng thứ 2 xuất hiện trên Phan Xi Păng. Đợt đầu tiên xuất hiện vào ngày 20 tháng 11 vừa qua,